Ngày hôm sau, người mai mối nói anh bây giờ cũng thấy được khát khao và tham vọng của cô. Anh ấy cũng nói ra điều kiện của mình: chờ ngày cô trở thành phu nhân hoàng gia, tôi muốn cô đưa tôi lên trời. Cuối cùng hai người đã đạt được thỏa thuận. Bên này, chị dâu đã thuê một người đàn ông chuyển phát nhanh cần chữ ký để người mai mối phải đi ra ngoài. Sử dụng khoảng thời gian đó, cô ta đã hoán đổi thành công máy tính, nhanh chóng sao chép dữ liệu qua lại. Sau đó cô đặt máy tính lại chỗ cũ. Khi về đến nhà, cô ta lấy đoạn video ra xem. Cô ta sốc hơn khi xem nội dung trong video, nhưng cô ta giả vờ không tra hỏi em dâu mình, bởi vì cô ta biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Cô gái lúc này không biết gì, cô vẫn đang cố gắng hòa giải mối quan hệ rạn nứt của bố bạn trai và anh trước công chúng. Người đàn ông cũng nghe lời của cô, anh đã đi tham gia buổi lễ cúng tổ tiên gia đình. Nhìn thấy hình bóng con trai mình, ông bố bàng hoàng. Ông ấy biết sự thay đổi đột ngột của con trai mình là do cô gái đó. Lúc này ông cũng dần có thiện cảm và công nhận cô gái. Sau khi hai người trở về nhà, đúng lúc chị dâu nhìn thấy, cô ta không ngờ chủ tịch cha lại sống đối diện nhà của mình. Cô cảm thấy có mối quan hệ gì đấy giữa em dâu và chủ tịch cha này, vì vậy cô ta muốn nói với bố mình về bí mật của em dâu. Cô phu nhân nhìn thấy chị dâu cầm máy tính bản giống như của người mai mối, cô có cảm giác giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chị dâu lúc này có vẻ hơi dự. Khi cô định mở miệng nói với bố mình, thì ông bố nói hôm nay sẽ có tiệc chào mừng chủ tịch A.A. Chams. Tuy cô ta không nói được, chỉ có thể chút giận với em dâu. Cô em dâu cũng nghe thấy manh mối từ miệng của chị dâu. Lẽ nào cô ta đã biết hết mọi chuyện? Đến tối, người đàn ông đã đưa cô gái đi dự tiệc và gặp gỡ khách nước ngoài. Người đàn ông nước ngoài này rất thích món quà mà cô ấy tặng. Cô cũng cư xử rất hào phóng, hóa ra cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Cô đã học thuộc hết tất cả sở thích của các vị khách nước ngoài. Bố chồng tương lai cũng đối xử khác với cô gái. Ông thậm chí không thể ngờ cô gái chưa đi đến Pháp mà lại có thể nói thành thạo đến vậy. Màn trình diễn của cô gái lại khơi gợi sự ghen tuông của cô chị dâu. Cô ta nhìn cô gái với vẻ mặt khinh bỉ. Cô ta quyết định tối nay sẽ đưa video đó ra ánh sáng. Cô phải để cả hai người đó rơi xuống lại vị trí ban đầu vốn thuộc về mình. Lúc này cô phu nhân cũng biết chị dâu mình đã biết hết mọi chuyện. Sau khi trở lại công ty, cô tình cờ nhìn thấy điện thoại của chồng mình đã nhận được một video. Cô cầm lên và nhấn vào đó xem thì cô vô cùng hoảng sợ. Cô không muốn mất tất cả những gì mình có, vì vậy đã xóa video ngay lập tức. Cô ấy điện thoại ngay cho cô gái nhưng không ai trả lời. Cô tiếp tục điện thoại cho người mai mối. Sau khi anh biết được tin, anh hoảng hốt chạy đến chỗ cô gái đang thử váy cưới với bạn trai. Cô nhìn thấy Nata, cô hiểu ra được tại sao anh lại tới đây. Người mai mối nhanh lấy điện thoại của bạn trai. Sau khi xóa video, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu cứ nghĩ lúc này em trai mình sẽ nổi điên, nhưng khi trở lại công ty, không có chuyện gì xảy ra. Cô sau đó cũng đi theo em dâu mình, ba người lại gặp nhau. Cô em dâu quỳ gối trước chị dâu, cô ấy khiêm tốn cầu xin sự tha thứ. Tuy nhiên cô chị dâu lại có cái nhìn phản cảm. Sau một màn đấu đá lẫn nhau, cô chị dâu tức chịu không nổi nữa, vì vậy đã đến nhà của bố chủ tịch cha. Sau đó cô dựa video đó cho ông xem. Cô ta nói nếu cô gái đó gả vào tập đoàn hoàng gia sau này sẽ ảnh hưởng đến công ty. Thế nhưng ông bố vẫn rất bình tĩnh, hóa ra ông đã sớm biết ý định của cô gái. Cô không chỉ cư xử rất hào phóng và đoan trang, cũng cải thiện mối quan hệ giữa ông và con trai mình. Hiện tại ông đã xác nhận cô gái chính là con dâu tương lai của mình. Người phụ nữ đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của ông. Thế nhưng lời nói của ông sau đó khiến người phụ nữ bị sốc. Hãy mang nó vào quan tài đi, ông bảo cô là một nhà doanh nhân. Hơn nữa hai người vẫn còn mối quan hệ hợp tác. Nếu như cô còn tiếp tục nói về chuyện này thì con trai tôi sẽ suy sụp. Ông hỏi cô ta làm việc này vì mục đích gì, hay chỉ là sự ghen tuông của phụ nữ. Người phụ nữ tự tin, ai ngờ lại bị xỏ ngược lại. Lúc này ông bố cũng về đến nhà. Bạn trai cô bàn bạc với ông về chuyện kết hôn. Lúc này ông bố đã gọi cô gái sang một bên nói chuyện. Ông kể cho cô nghe về thời thơ ấu của con trai mình. Ông hy vọng cô sẽ không bao giờ làm tổn thương con trai mình. Nếu như cô dám nói ra sự thật đó với con trai ông sẽ không tha cho cô. Và cô gái cũng hứa với ông sẽ giữ kín bí mật đến hết cuộc đời. Thế nhưng hai người không biết, người phụ nữ này vẫn chưa chịu khuất phục. Cô ta quyết định trực tiếp gặp bạn trai của cô gái. Cô ta đã đưa video đó cho bạn trai cô gái xem. Bạn gái của chủ tịch cha thực sự là một cô gái mưu mô, tiếp cận anh vì tiền. Tuy nhiên sau khi anh xem đoạn video đó, cô chị dâu nghĩ rằng anh sẽ tức giận. Anh ấy rất bình tĩnh, lẽ nào anh ta đã biết rồi sao? Sau khi cô gái rời đi, anh kìm nén cơn tức giận trong lòng. Anh ấy luôn cho rằng bạn gái mình là một người trong trắng, ngọt ngào. Không ngờ bạn gái đến với anh vì tiền. Sau đó anh đã gọi điện thoại cho bạn gái và mời cô đến nhà. Anh ấy chuẩn bị cho cô một ly rượu vang đắt tiền nhất ở Pháp. Còn cô chị dâu sau khi trở về công ty đã nói với em dâu chuyện cô đưa video đó cho chủ tịch cha xem. Nghe được những gì chị dâu nói, cô bị sốc và lấy điện thoại điện cho cô gái. Sau khi cô gái biết được bạn trai mình đã biết hết mọi chuyện, cô biết bạn trai của cô lúc này rất buồn. Anh chỉ có thể giả vờ làm bạn trai ngu ngốc để không chấp nhận sự thật này. Anh uống ly này đến ly khác, sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn thấy bạn trai mình như vậy, cô rất buồn. Cô không biết phải làm gì để bù đắp cho anh. Ngày hôm sau bạn trai đưa cô gái đến nhà thờ. Anh mong chờ đám cưới giữa hai người. Anh cũng tưởng tượng ra khung cảnh ngọt ngào đó. Cô gái quay lại thừa nhận về việc bản thân đã lừa dối anh. Nếu nói ra thêm một lần nữa, anh sẽ giết em. Cô gái nói tất cả là lỗi của cô.
cô hy vọng anh sẽ ngưng hành hạ bản thân mình. Người nên xuống địa ngục đó chính là em mới đúng. Thời điểm này, anh rất buồn, anh không còn tin vào tình yêu vớ vẩn nữa. La Ax phu nhân bên này ngay từ đầu không nên cho người phụ nữ này bước vào nhà. Bà ta cho rằng, cô không chỉ lừa dối chồng mình mà còn phá nát hôn nhân của chị dâu. Người phụ nữ nghĩ chồng sẽ an ủi mình. Không ngờ sau khi về phòng, anh ta nổi điên lên, chửi bới cô. Khi nghe những lời nói vô tâm của chồng mình, cô cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi ông bố chủ tịch biết hết mọi chuyện, ông ấy yêu cầu chấm dứt hợp đồng với gia đình họ. Trong chốc lát gia đình họ đã mất đi hàng chục tỷ. Chủ tịch Xin vẫn chưa muốn đuổi cô con dâu ra khỏi nhà. Ông ta sai con trai hãy tìm hiểu vợ mình và ông chủ tịch cha có quan hệ gì. Lúc này, cô gái đang tìm kiếm bạn trai mình khắp nơi. Thư ký Moon tiết lộ thông tin của anh cho cô. Sau khi biết bạn trai đang ở sân bay, cô gái lập tức chạy đến đó. Anh chàng chủ tịch lúc này rất buồn, vì vậy anh muốn rời khỏi nơi buồn bã này. Khi ở sân bay, anh cũng nhớ lại cảnh ở bên bạn gái. Mặc dù anh rất buồn về mối quan hệ này, nhưng anh không thể chấp nhận được bạn gái lại giấu giếm mình. Thậm chí không biết cô có thật sự chân thành với mình hay không. Nhưng khi anh ấy chuẩn bị rời đi, thì lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô. Bỏ tay ra. Không thể đi được. Chưa biết tất cả mọi thứ đã kết thúc, khả năng quay lại rất ít. Anh muốn quên hết mọi thứ, anh càng không muốn cô xuất hiện trước mặt anh. Sau đó cô gái nói rằng cô ấy đồng ý chia tay với bạn trai. Nhưng anh không thể ra đi như vậy được. Em đã thật sự nhìn thấy con người thật của Seung Jo. Bây giờ người nên rời đi là em. Anh bạn và thư ký Kim cũng đến sân bay thuyết phục anh quay trở về. Sau đó anh đã lên xe và về nhà. Về đến nhà anh càng tức giận. Còn cô gái về đến nhà, người mẹ biết được chuyện rất buồn. Bà trách cô tại sao lại trở thành loại người như thế. Cha mẹ vất vả cả một đời chỉ mong có cuộc sống bình yên. Người cha tốt bụng cũng thất vọng về con gái mình. Ông biết anh chàng đó dành tình cảm cho cô là chân thật. Cô cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Và cô quyết định bắt đầu lại từ đầu kể từ ngày mai. Lúc này cô không còn trốn tránh bạn trai nữa. Mặc dù chuyện đã lâu rồi, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật. Là thư ký Kim cũng được, chủ tịch cũng được, anh là người mà em thích. Sau khi chia tay bạn gái, trái tim anh vẫn còn do dự. Ngày hôm sau, cô đã vội đến công ty, cũng nhận được tin cô đã bị sa thải. Những điều này đã được cô chị dâu mong đợi từ lâu. Sau đó cô cũng nhận được cuộc điện thoại của người mai mối. Anh ấy cũng đã kết thúc việc làm trung gian môi giới cho các tầng lớp thượng lưu. Sau đó anh đã đến giúp đón cô về nhà. Tuy nhiên cảnh này lại được nhìn thấy bởi bạn trai cô. Anh bỗng trở nên ghen và lặng lẽ đi theo sau. Sau khi cô ấy rời đi, anh tức giận lao vào văn phòng người mai mối. Anh hỏi hai người có quan hệ gì? Tại sao hai người lại thân thiết đến vậy? Mai mối cũng lên tiếng nói giúp cô ấy, cũng cho biết có một điều mà anh bạn trai không biết về cô. Đó là gì? Tình yêu của cô ấy là thật đó. Sau đó, anh đã tìm đến nhà cô gái, hỏi tại sao khi bị mai mối đe dọa video, tại sao lại không chọn cách từ bỏ, tại sao lại muốn dính thân vào trong giam rong. Cô gái nói chỉ vì muốn thay đổi gia cảnh nghèo khó của mình, hơn nữa là thay đổi số phận của bản thân. Sau khi bạn trai rời đi, trái tim cô vẫn không thể bình thản được. Cô biết cô đã mất tất cả, cô không thể khôi phục lại trái tim của bạn trai. Lúc này người đàn ông vẫn đứng ngoài cửa. Anh cứ vậy, vẫn chưa chắc cô có thật sự chân thành với mình không. Anh đã ở lại trước cổng nhà cô cả đêm. Khi nhìn thấy cô, anh đã lặng lẽ đi theo. Nhìn thấy cô gái bị ép chặt trong tàu điện ngầm, cũng nhìn thấy cô gái đi xin việc ở một số công ty. Lúc này dường như anh cũng bắt đầu hiểu hơn về cô. Chỉ cần anh xác định được cô yêu anh thật lòng, thì anh sẵn sàng quay trở lại bên cô. Người đàn ông này yêu cầu vợ mình tìm bạn trai cũ. Cô ấy không ngờ chồng mình có thể nói như vậy. Cô cuối cùng cũng biết được bộ mặt xấu xa của chồng mình. Anh ta biết được cô và ông bố chủ tịch cha có mối quan hệ thân thiết. Anh hy vọng cô có thể thuyết phục được ông ấy. Chỉ có như vậy, gia đình họ và tập đoàn Hoàng gia mới có thể duy trì hợp tác. Ngày hôm sau, cô ăn mặc đẹp để đi tìm bạn trai cũ. Anh hỏi cô có chuyện gì mà đến đây. Cô cho biết chồng cô đã cho cô một cơ hội. Thấy cô gái do dự, anh cũng nói lời xin lỗi với cô. Nếu như không có sự xuất hiện của anh thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Anh cũng hứa sẽ trợ giúp cô trong khoảng thời gian tới. Sau khi nghe bạn trai cũ nói vậy, cô vẫn do dự không nói ra mục đích đến tìm anh. Sau đó cô đã trở về công ty. Cô đã đề nghị ly hôn với chồng cô. Sau đó người phụ nữ vui vẻ rời đi. Cô cảm nhận được sự thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có. Vừa lúc gặp ngay chị dâu, cô liền nói cô ta hãy lo mà đi an ủi em trai của mình đi. Tôi đã vừa ly hôn với anh ta xong, và lo mà chuẩn bị vụ hàng trăm tỷ đấy đi. Hai ngày nay, anh chàng đã ở nhà uống rượu. Lúc này anh trở nên mơ hồ, song lúc nhìn thấy bạn gái đến. Rõ ràng lúc bấy giờ anh rất nhớ bạn gái của mình, nhưng anh vẫn cứng đầu. Anh hỏi cô tại sao lại đến nhà anh. Cô nói bây giờ em thật sự rất nhớ anh. Trong tâm trí em toàn là hình bóng của anh. Bạn trai là chủ tịch hay thư ký không còn quan trọng với cô nữa. Rồi sau đó cả hai ôm chặt lấy nhau. Sau khi người đàn ông thức dậy, mới biết bản thân mình nằm mơ. Lần này bạn gái cũng đến tìm anh, nhưng mọi hành động đều khác trong giấc mơ. Cô gái cho biết mục đích cô đến đây thăm anh là để nói lời chia tay cuối cùng, bởi vì cô không biết làm cách nào để chứng minh tình yêu của mình dành cho bạn trai. Tuy nhiên bạn trai lại chế giễu cô. Cô buồn bã rời đi. Bây giờ cô cũng đã tìm được một công việc riêng cho mình, bắt đầu lại với tư cách là thực tập sinh thiết kế. Hình ảnh bạn trai thi thoảng cũng xuất hiện trong tâm trí cô. Người đàn ông cũng bận rộn với công việc của mình.
Lâu lâu anh cũng nghĩ đến việc nói chuyện với cô gái, xem ra anh vẫn chưa thoát khỏi mối quan hệ đó. Sau khi tan làm, trên đường về nhà, anh đã nhìn thấy bạn gái cũ trước đây. Anh cũng muốn xem chuyện gì đã xảy ra với cô sau khi ly hôn. Anh cũng muốn hỏi cô về tin tức của bạn gái. Bạn gái cũ hỏi anh lý do chia tay với cô gái là gì. Anh nói cô gái đã bỏ trốn vì không chứng minh được tình cảm của mình. Làm thế nào để chứng minh yêu một người? Cô nói bản thân rất hiểu tính cách của cô gái. Dù có khó khăn tới đâu, cô gái cũng không trốn thoát. Chính anh đã đẩy cô ấy ra và yêu cầu cô ấy chứng minh điều đấy. Tôi đâu nói điều đó. Ô, thật sao? Thật, ngay cả trong giấc mơ cũng không. Người đàn ông nhớ lại ngày cô gái đến nhà mình. Hóa ra mọi chuyện ngày hôm đó không phải mơ. Anh nhất quyết để cô gái chứng minh tình cảm của cô dành cho anh. Cô gái cũng lấy ra cuốn nhật ký mà anh đã viết sau khi biết danh tính của mình. Nhớ lại mọi thứ, anh chạy đến nhà cô gái. Anh đi vào phòng ngủ của bạn gái. Anh đã nhìn thấy cuốn nhật ký do cô gái viết. Anh đọc xong, anh mới nhận ra tình yêu cô dành cho anh là chân thành. Lúc này người đàn ông rất hối hận. Hôm ấy anh đã nói những lời không hay làm tan nát trái tim cô. Sau khi biết được sự thật, anh không còn do dự nữa. Sau đó anh vội vã đến công ty của bạn gái. Cuối cùng anh cũng gặp được cô gái. Nhưng cô nói cô chưa kiếm được 100 tỷ. Bây giờ cô cần phải làm việc chăm chỉ. Sau này cũng không mơ mộng gả vào gia đình giàu có nữa. Anh nói cô không cần phải làm gì nữa, cũng không cần chứng minh. Anh nói người anh yêu đang đứng trước mặt. Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau. Anh cũng hứa sẽ không bao giờ làm cô gái buồn nữa. Và anh sẽ mãi không rời xa cô. Sau đó người đàn ông đã trao cho cô gái nụ hôn trìu mến. Vài năm sau, hai bên gia đình bàn bạc chuyện cưới sinh. Cô gái nghèo này cuối cùng cũng hạnh phúc bên bạn trai mình và được sống trong căn hộ cao cấp theo như ước muốn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ phim. Hẹn mọi người ở phim khác nha.